Trưa ngày 26 tháng 3, Công an huyện Di Linh, Lâm Đồng cho biết đã tìm thấy thi thể em K, 13 tuổi, xã Tân Châu, huyện Di Linh, mất tích trên hồ Đông khi đi câu cùng bạn. Theo Công an huyện Di Linh, trưa ngày 24 tháng 3, K cùng hai người bạn chèo thuyền đi câu trên hồ Đông. Chiếc thuyền câu là thuyền các em tự ý lấy của người dân đang neo ở gần bờ. Khi chèo được khoảng 15 mét thì thuyền lật khiến cả ba em bị rơi xuống nước. Sau khi chìm, một em tự bơi vào bờ, một em khác được người dân ở gần đó cứu sống. Riêng K bị chìm mất tích. Lo sợ bị mắng nên khi về, hai em không nói lại với gia đình. Đến sáng ngày 25 tháng 3, sau một đêm không thấy cháu K về nhà nên gia đình đi tìm và lúc này hai cháu nhỏ đi cùng mới nói rõ sự việc. Công an tỉnh Lâm Đồng huy động hơn 40 người. Do đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 phối hợp với công an huyện Di Linh và lực lượng phản ứng nhanh thuộc câu lạc bộ phòng chống đuối nước của địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Đến trưa 26 tháng 3, thi thể cháu K đã được tìm thấy. Hồ Đông ở Di Linh nơi cháu bé bị đuối nước rộng hơn 16 hectare và nước sâu nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.